Tiếp sau đây Trinh Phương sẽ làm một cái video mới để chia sẻ về một cái sản phẩm, một cái dòng sản phẩm mới. Trên live á, thì Trinh Phương chỉ là chia sẻ thông tin thôi về những cái sản phẩm mà Trinh Phương đang làm, chứ không có bán hàng trực tiếp trên live, mà chỉ là chia sẻ thông tin để mọi người biết đến. Nếu mà anh chị em nào quan tâm á, thì sẽ inbox trực tiếp cho Trinh Phương, hay là gọi trực tiếp, hay là nhắn tin qua Facebook hay là Zalo trực tiếp. Thì trước đây thì Trinh Phương vẫn thường hay làm những cái dòng sản phẩm này. Trinh Phương nhìn mọi người nhìn cái này có quen không ạ? Có thấy nó giống gì không? Đây, Trinh Phương có rất là nhiều mẫu tấm này, màu mới này, nó màu xanh là đẹp quá ha, nó giống như cái váy của Trinh Phương nào mà nhiều không cả nhà ơi? Màu nâu nè, mọi người thường rất là thích cái màu tối vì nó sạch, nhiều lắm luôn á. Đây, cái này tuyệt vời không, có chữ love line, yêu cuộc sống, cho cả nhà xem qua một số mẫu thôi. Thật ra Trinh Phương có tới gần cả trăm cái mẫu về cái sản phẩm này. Này, màu xanh lá mạ này đẹp không cả nhà? Đây là màu vàng, đây là cái màu mới, cái màu đầu màu kim, màu mà Trinh Phương rất là thích tại vì nó hợp với Trinh Phương và Trinh Phương thích những cái màu như thế này. Ok, Trinh Phương xin tiết lộ với cả nhà, đây là cái chất liệu bằng lưới Tetilene, nó là cái tấm lót bàn ăn. Tại các anh chị đi ăn buffet và nhà hàng á là thường thấy những cái sản phẩm này đúng không ạ? Chúng ta lót trên cái bàn của mình này, 30 x 45 kích thước. Lót lên cái bàn ăn của mình khi mình tiếp khách, mình đẩy khách rất là sang trọng đúng không? Ví dụ như cả nhà thường lót nhà một cái bàn ăn của mình ít nhất là 6 tấm, nhưng mà thường mình hay mua xe cua là vài bộ, là mình sẽ mua ví dụ 12 tấm hoặc là nhiều, mà đa phần các nhà đại lý họ sẽ bán là theo kiểu một sắp 10 tấm, 20 tấm, 30 tấm. Còn Trinh Phương bán sỉ, Trinh Phương cũng sẽ bán theo gói là có thể là ưu ái cho mọi người là 12 tấm một sấp đấy, để cho mọi người chọn cái số lượng nó ok hơn. Thì đặt số lượng bao nhiêu Trinh Phương sẽ bán cái số lượng đó bấy nhiêu, mua càng nhiều thì giá sỉ, càng mua lẻ thì giá lẻ, nhưng mà chắc chắn là giá sẽ rất là tốt hơn giá thị trường. Cái này nếu như cho mọi người mà mua ở ngoài siêu thị nó khoảng 50 mấy ngàn một tấm lận á, nhưng mà của Trinh Phương thì rẻ hơn nhiều. Ok, Trinh Phương chỉ chia sẻ như thế này đến với cả nhà thôi. Nếu như cả nhà mà quan tâm đến dòng sản phẩm này á, thì cứ inbox cho Trinh Phương hoặc là liên lạc gọi cho có số 0818616569, 0818616569, thì các bạn Zalo với Trinh Phương, Trinh Phương sẽ gửi thêm những cái hình ảnh qua Zalo cho mọi người và sẽ báo giá theo số lượng của mọi người order, ưu tiên cho đơn hàng sỉ. Vâng, thì cho mình nếu mà order số lượng gì đó thì cho mình cái thông tin người nhận, số điện thoại và địa chỉ thì sẽ ship tận nơi cho cả nhà. Nói chung là khắp mọi miền đất nước, có xe vận chuyển đi là ok à. Tại vì mẫu mã đồ hàng hóa đồ có sẵn hết trơn rồi, chỉ có chờ đơn hàng của khách thôi. Thôi, mỗi ngày Trinh Phương sẽ chia sẻ một cái
một số một ít cái sản phẩm để đến cho mọi người. Những cái đơn này nó hàng là hàng sẵn nên nó dễ tiêu thụ. À, ai muốn cộng tác viên cũng được, hay là ai muốn làm đại lý cũng được, hoặc là ai muốn mua đi bán lại cũng được, thì Trân Phương sẽ có cái giá tốt nhất cho mọi người. Cả nhà thấy tuyệt vời không? À, xem like của Trân Phương mà mình được cộng tác làm việc, mình cùng có thể cùng nhau kiếm tiền với rất là nhiều cái dự án và sản phẩm khác nhau, đúng không cả nhà? À, quan trọng là mọi người đều được happy. Ok ha.